Thưa quý vị, cục đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo phòng chuyên môn tham gia tập huấn tiếp nhận phần mềm để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 14 tháng 11. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các Sở Giao thông Vận tải thông tin truyền thông về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh cung cấp kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái. Các huyện xã gửi bàn sao điện tử giấy khám sức khỏe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Chậm nhất sau 3 ngày đăng ký trên trang thông tin điện tử, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được sắp xếp lịch hẹn và thông báo đến người đăng ký qua hộp thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại. Nếu hồ sơ không hợp lệ, người đăng ký cũng được thông báo rõ lý do. Cục đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả thực hiện chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Theo báo cáo từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, số lượng phương tiện có kết quả kiểm định lần 1 không đạt liên quan đến kích thước thùng hàng phải khắc phục đưa về đúng thiết kế của nhà sản xuất để kiểm định lại là hơn 19.400 phương tiện. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thực hiện nghiêm quy trình kiểm định, đặc biệt là kiểm soát kích thước thùng hàng, cương quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe ô tô có kích thước thùng hàng sai quy định, góp phần kiểm soát tải trọng phương tiện. Thưa quý vị, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 13 tháng 11, đường sắt Bắc Nam đã được thông tuyến sau hơn 3 giờ đồng hồ tê liệt do tàu chở hàng chật bánh tại vị trí gần ga Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, Khánh Hòa đã huy động khoảng 100 kỹ sư công nhân cùng phương tiện cần cầu đến hiện trường để khắc phục. Trong thời gian sửa chữa, toàn bộ tàu hàng, tàu khách Bắc Nam phải tạm dừng di chuyển. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ việc, hiện trường được giải phóng, đường sắt Bắc Nam thông tuyến và các tàu trở lại lục thông bình thường.